Đến tuổi 50, dù khó khăn đến đâu cũng đừng trông mong bốn loại người này. Quý vị thân mến, vị quan nổi tiếng của Trung Quốc Tăng Quốc Viên từng nói, thành công hay thất bại của một người cũng phụ thuộc rất nhiều vào tố chất bạn bè của người đó. Quý vị có đồng ý với điều đó không ạ? Ngắm sự đời thì rất đồng tình đấy ạ. Vì sao nhỉ? Bởi nếu xét theo một góc độ nào đó, có thể nói rằng người bạn mà quý vị tiếp xúc chính là loại người mà tương lai quý vị có thể trở thành. Đồng hành cùng với những người tự giác kỷ luật, quý vị có thể dừng lười biếng. Làm việc với những người ưu tú, quý vị mới dễ ngày một tiến bộ. Và khi đến tuổi trung niên, khi đã đi qua nhiều mưa gió, chứng kiến những thăng trầm của cuộc đời, quý vị rồi sẽ hiểu ra rằng chính đạo đúng đắn nhất trên đời không phải sống vì người khác mà là trân trọng chính bản thân mình. Cái thú của tuổi trung niên chính là hiểu đời, hiểu người và hiểu bản thân để biết điều gì nên làm, tận hưởng cuộc sống trong tầm tay. Quãng đời còn lại quá quý giá, thế nên quý vị nhất định đừng lãng phí vào những sự việc và mối quan hệ không đáng. Do vậy, để tâm thái bình an, gia cảnh vô sự, có bốn loại người mà tốt nhất là quý vị nên tránh xa. Đó là những ai? Mời quý vị cùng theo dõi trong video ngay sau đây của Ngẫm Sự Đời nhé! Loại người thứ nhất, những người chỉ muốn nhận lấy, không biết cho đi. Quý vị ơi, trên mạng xã hội từng có một câu hỏi, người giàu nhất có phải nên đứng ra thanh toán hóa đơn cho mọi người hay không? Đố quý vị biết, câu trả lời nhận được nhiều tán đồng nhất là gì ạ? Là có hay không ạ? Có lẽ quý vị sẽ đều nghĩ là có, bởi giàu có rồi thì tiếc gì xăm ba đồng bạc đúng không? Nhưng câu trả lời đúng nhất chính là không nên quý vị ạ. Bởi lẽ, quý vị ạ, từ xưa đến nay, mọi người đều biết lễ thượng vãng lai, có qua có lại mới toại lòng nhau. Không ai là người có trách nhiệm luôn luôn cho đi. Bất luận có thân thiết như thế nào, điều cấm kỵ nhất là đơn phương trao đi. Sự bất bình đẳng sẽ khiến quan hệ không thể kéo dài bền vững được đâu quý vị. Chuyện xưa kể rằng, thời nhà Tống, Lý Sĩ Hành nhậm chức tại Viện Hàn Lâm. Trong một lần đi sứ sang Triều Tiên, võ tướng Dư Anh đi theo làm phụ tá. Sau khi hoàn thành sứ mệnh đối với những thứ tài vật mà Triều Tiên biếu tặng, Lý Sĩ Hành đều không quan tâm để ý, tất cả đều ủy thác cho Dư Anh. Lúc lên thuyền trở về nước, Dư Anh nhận thấy đáy thuyền bị thấm nước, lo rằng những thứ vật phẩm của mình sẽ bị ẩm ướt, bèn lấy những thứ lụa là gấm vóc của Lý Sĩ Hành được tặng, đem lót ở đáy thuyền, sau đó đặt những thứ của mình lên trên. Thuyền đi trên biển rộng, đột nhiên sóng gió nổi lên như muốn nhấn chìm tất cả, mà thuyền lại quá nặng. Tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, thuyền trưởng vội vàng thỉnh cầu Dư Anh vứt bỏ những thứ hàng hóa đó đi để thuyền nhẹ bớt, nếu không thì thuyền lật người chết. Dư Anh lúc này cũng vô cùng hoảng loạn và sợ hãi nên vội vàng vơ những vật phẩm trên thuyền ném xuống biển. Ước chừng số vật phẩm đã bị mất mát khoảng một nửa thì sóng gió ngừng lại, thuyền cũng ổn định lại. Lúc này mọi người mới thật sự thoát hiểm. Khi Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm mới phát hiện những thứ ném xuống biển toàn bộ đều là đồ đạc của mình. Còn những tặng phẩm của Lý Sĩ Thành bởi vì chất đống ở dưới đáy thuyền cho nên hoàn toàn không bị rứt mẻ tí nào, chỉ bị ướt đôi chút mà thôi. Đối với những thứ tài vật tặng phẩm, thái độ của hai người họ không hề giống nhau. Lý Sĩ Hành vì xem nhẹ, không quan tâm chú ý, kết quả hoàn toàn chẳng bị mất mát gì. Còn Dư Anh thì ngược lại, ông ta tuy hết sức để ý nhưng kết quả lại chẳng được gì. Quý vị thấy đấy, những người chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình thì dù quý vị có cố gắng làm bao nhiêu việc tốt đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn không có ý nghĩa gì với họ đâu ạ. Quý vị nên hiểu rằng quan hệ không phải là vàng bạc châu báu, nên cứ cất trong két sắt hoặc tủ kính để trưng bày thì sẽ không tạo ra các mối quan hệ được quý vị ạ. Chúng chỉ được thành lập và trở nên bền chặt hơn khi đôi bên có qua có lại cùng nhau vun đắp.
Đặc biệt, khi quý vị đáp ở độ tuổi trung niên, chúng ta vốn không cần quá nhiều bằng hữu, mà chỉ cần một vài tri kỷ hết lòng là được. Quý vị không nên ôm đồm quá nhiều, để sức thêm tai vạ, tự mua phiền nhiễu vào người nhé. Loại người thứ hai, những người họ hàng thân thích coi thường mình. Chuyện kể rằng, khi Tô Tần còn trẻ, đã theo chân Quỷ Cốc Tử học hành và lĩnh hội được tri thức của Tung Hoành gia, học phái trong Cửu Lưu Thập gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao, xuất hiện trong thời kỳ chiến quốc. Sau khi trở về nhà, Tô Tần đã nói với bố mẹ và anh chị rằng hiện tại bản thân có thể dùng ngôn ngữ, khả năng ngoại giao của mình để làm việc lớn và trước tiên cần một khoản tiền vốn để bắt đầu sự nghiệp. Cha mẹ của Tô Tần hiểu rõ ông có tham vọng lớn từ khi còn nhỏ. Thêm vào đó, anh trai và chị dâu cũng hết lòng ủng hộ và tin tưởng Tô Tần có thể vinh quang trở về. Bởi vậy, cả gia đình đã lấy hết tiền tiết kiệm ra để hỗ trợ cho ông. Được sự ủng hộ từ phía gia đình, Tô Tần càng thêm phần tự tin. Ông bắt đầu mua sắm những bộ trang phục đắt tiền, mua một chiếc xe ngựa và thuê một người đánh xe để bắt đầu công việc của mình. Những tưởng khả năng của mình sẽ được quân vương trọng dụng, Tô Tần không làm tể tướng nhưng cũng phải vào hàng quan nhất phẩm. Nhưng sự thật thường ngược với những gì mong đợi. Ở vào thời điểm lúc bấy giờ, quân vương căn bản không hề thích những gì mà Tô Tần thể hiện. Kết quả là ngay một chức quan nhỏ ông cũng không có được mà còn bị đuổi khỏi kinh thành. Sau một thời gian lang bạt, tiền không còn, mùa đông lại tới gần, không còn cách nào khác, Tô Tần phải quay về nhà. Sau khi trở về quê hương với bàn tay trắng, Tô Tần bị bạn bè cười nhạo, gia đình phớt lờ. Thậm chí, người chị dâu trước kia luôn niềm nở, thái độ vô cùng khó chịu với Tô Tần, mắng ông vô dụng, chỉ chờ ngồi ăn miễn phí. Hiện thực trước mắt khiến Tô Tần vừa đau khổ vừa tức giận. Ông cố gắng vực dậy bản thân, trở nên mạnh mẽ, tôi luyện lại những học thuyết đã từng được dạy. Cuối cùng, sau vài năm nỗ lực, ông đã gặt hái được thành công là trở thành vị tướng có sức mạnh đáng nể của lục quốc. Chẳng cần phải nói nhiều, chắc quý vị cũng đoán được ra, khi thế sự thay đổi, lòng người cũng thay đổi theo, phải không ạ? Những người bạn bè hay chính những người thân của Tô Tần như cha mẹ, anh trai và chị dâu đều nhìn Tô Tần với một ánh mắt khác, họ đều vô cùng kính trọng ông. Người chị dâu năm xưa buông lời cay độc với Tô Tần, e sợ ông đến mức phải quỳ xuống xin tha mạng. Quý vị ơi, có câu nói rằng trên đời này bản tính con người là khó kiểm soát nhất. Đôi khi người mà quý vị cho là thân thiết nhất lại thường là người khiến quý vị bị tổn thương nhiều nhất. Mà trong hiện thực có một kiểu họ hàng thân thích như thế này. Ngoài mặt họ cười nói vui vẻ với quý vị, nhưng sau lưng họ luôn coi thường và soi mói từng hành động cử chỉ của chúng ta. Khi có chuyện cần nhờ vả, họ ân cần niềm nở. Khi bản thân quý vị gặp vấn đề, yêu cầu sự trợ giúp, họ lập tức trở mặt hứng hở. Đối với kiểu người này, sự coi thường và khinh rẻ đã ăn sâu vào cốt tủy của họ rồi quý vị ạ. Thế nên, dù quý vị hết lòng tốt với họ đến đâu thì cũng chỉ đổi lại sự ác ý. Do đó tốt hơn hết nên tránh xa càng sớm càng tốt quý vị nhé. Quý vị cần phải hiểu là dù cho mình muốn xây dựng quan hệ lâu dài với ai thì sự tôn trọng là điều không thể thiếu. Cho dù đó là họ hàng, người thân ruột thịt, những đạo lý tối thiểu trong đối nhân xử thế vẫn cần được áp dụng. Loại người thứ ba, bạn học đồng nghiệp cũ bỗng liên hệ lại sau nhiều năm. Trong một đời người, ngẫm sự đời hay quý vị sẽ gặp gỡ rất nhiều bạn bè, xây dựng rất nhiều mối quan hệ. Các quan hệ này thân thiết hay xa cách đều phụ thuộc vào quá trình vun vén từ đôi bên, đúng không quý vị? Vì nếu chỉ có một người cố gắng, một người thì đạp đổ hay dửng dưng thì không thể nào có được mối quan hệ tốt đẹp đâu ạ. Nhất là khi bước vào tuổi trung niên, mỗi người đã có cuộc sống riêng, phải đối mặt với những áp lực riêng. Thời gian và sự bận rộn sẽ khiến mọi người dần dần quên nhau đi nếu không liên lạc quá lâu. Đây cũng là thời điểm để quý vị dần buông bỏ những mối quan hệ nửa vời như vậy. Học cách buông tay với quá khứ thì hiện tại mới trở nên nhẹ nhàng hơn. Do đó,
nếu những người bạn xưa cũ đột nhiên liên hệ lại, tỏ ý muốn nhờ vả, chúng ta cũng không cần tự làm khó bản thân chỉ vì sợ mất lòng đâu nhé. Loại người thứ tư, người khác giới có quan hệ mập mờ. Quý vị ạ, sự mập mờ trong một mối quan hệ là điều khó kiểm soát nhất. Đây là mức độ chưa vượt quá giới hạn về đạo đức, nhưng vẫn ẩn chứa sự nguy hiểm nhất định, khiến lòng người sao động không yên. Ở tuổi trung niên, những mối quan hệ như vậy chính là một liều thuốc độc đấy quý vị ạ. Chúng không chỉ đem tới phiền nhiễu quấn thân, mà thậm chí còn tồn tại nguy cơ tan hoang cửa nhà. Quý vị biết mục đích của những kẻ tiểu nhân ấy là gì không ạ? Chính là những kẻ đó lợi dụng khi chúng ta không quản lý tốt cuộc hôn nhân hạnh phúc, họ sẽ can thiệp vào và làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, khi thấy có một người đàn ông đẹp hay phụ nữ đẹp thường xuyên đến nhà của chúng ta, có thể họ mượn cớ, mượn thứ nọ thứ kia hay giúp một số thứ, chúng ta cần phải lưu ý. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nắm bắt được mâu thuẫn chính và hiểu nguyên nhân sâu xa. Chỉ có yêu thương gia đình, yêu thương chồng hoặc vợ và là người biết quan tâm, chăm sóc bản thân, chúng ta mới có thể ngăn chặn một cách cơ bản kẻ gian lợi dụng. Quý vị ơi, suy cho cùng, các mối quan hệ không tiến thì nên lùi. Sự mập mờ, mơ hồ ở giữa giống như một con dao hai lưỡi, có thể làm tổn thương cả hai. Thế nên, quý vị nhất định đừng trốn tránh cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán của tuổi xế chiều bằng cách lao vào những cuộc vui đùa tình cảm như vậy. Ở tuổi này, khi mà tiền tài và vật chất đã không còn quá quan trọng, thì chúng ta hãy sống sao cho thanh giản nội tâm, đạm mà không tranh. Thong dong tĩnh lặng, từ đó mới lĩnh ngộ bản chất thực sự của cuộc sống, quý vị nhé. Người đến tuổi trung niên, bạn bè ít không sao, chỉ cần chân thành là đủ. Có như vậy, cuộc sống mới không còn nặng gánh ưu phiền, tâm thế mới được bình an và yên ổn. Vượt qua quãng thời gian còn lại trong yên vui là được rồi quý vị ạ. Quý vị thân mến, ngẫm sự đời rất ấn tượng với câu cùng bay với phượng hoàng, ắt là chim quý, cùng sói hổ đồng hành, ắt là thú mạnh. Con người chúng ta vốn là sản phẩm được nhào nặn dưới sự ảnh hưởng của môi trường. Một người suốt ngày chỉ ở với ăn mày, tất nhiên sẽ không thể có tiền đồ. Nhưng một người xung quanh quen biết với rất nhiều nhà khởi nghiệp, vậy sau này rất có thể sẽ làm ăn kinh doanh. Có thể nói, vòng tròn xã giao khác nhau sẽ cho ra những cuộc đời khác nhau đấy quý vị. Khi còn nhỏ, vòng tròn bạn bè của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi gia đình, môi trường, địa lý. Nhưng sau khi lớn lên, quý vị muốn quen với ai, chơi với ai là những điều mà quý vị hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn. Vậy nên, bất luận là bạn bè, người yêu hay đồng nghiệp, bạn học, khách hàng, người quen, tất cả đều là kết quả của sự tự do lựa chọn của mỗi người. Đứng ở một mức độ nào đó mà nói, quý vị là người ra sao, thì quý vị sẽ thu hút được những người như vậy. Vòng tròn xã giao của quý vị ra sao, quý vị cũng sẽ có một tương lai như vậy. Vậy, chọn bạn làm sao cho đúng, cách để quý vị có thể tìm được những người bạn tốt là gì? Mời quý vị cùng ngẫm sự đời tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, ở với người khiến bạn thoải mái, dưỡng sinh. Có lẽ quý vị cũng đã từng trải qua những chuyện như thế này. Khi ở bên một người bạn nào đó có cảm thấy rất thoải mái và tùy ý, thời gian cứ trôi qua lúc nào không hay, dù có đang buồn bã hay mệt mỏi tới đâu thì mọi thứ dường như cũng bị xua tan ngay lập tức. Dù có im lặng cũng cảm thấy dễ chịu, nhưng khi gặp một vài người liền cảm thấy rất không tự tại, phải đeo lên một chiếc mặt nạ giả dối, nói ra những lời không đúng với con người mình, hoặc là phải cố gắng nhẫn nhịn nghe những lời phàn nàn, oán than không ngớt. Kết quả là mình dù vốn dĩ tâm trạng đang tốt cũng sẽ bị kéo ủ rũ theo. Có người từng nói như thế này quý vị ạ, khi ở với ai đó, bạn cảm thấy vô cùng thoải mái, đồng thời thu được rất nhiều điều bổ ích trong sự thoải mái ấy. Tôi dám cá là bạn đã gặp được tri kỷ của mình, dù hai người có khác ngành nghề đi chăng nữa. Thế giới hàng tỷ người, giữa biển người mênh mông ấy, có thể gặp được một người tâm đầu ý hợp, khiến quý vị hay ngẫm sự đời cảm thấy thoải mái,
nào đâu phải chuyện dễ dàng, đúng không ạ? Nếu quý vị may mắn được ở cùng với người thoải mái, quan điểm hai bên thống nhất, tư tưởng tương đồng, tâm linh tương thông, nói chuyện cũng dễ dàng, êm ả như dòng nước chảy, ấm áp như cơn gió mùa xuân. Ở cạnh người khiến mình thoải mái, dù có những lúc cả quý vị và họ đều im lặng, thế nhưng không ai cảm thấy gượng gạo, ngượng ngùng hay khó chịu. Thậm chí, ngay cả khi chưa nói cũng đã hiểu được ý nhau. Quý vị và họ cũng cảm thấy thoải mái khi được là chính mình, đúng không ạ? Vì vậy, ở với người khiến mình thoải mái chính là phương pháp dưỡng sinh tốt nhất. Quý vị hãy tìm cho mình những người bạn khiến cho quý vị cảm thấy thoải mái nhất nhé. Thứ hai, ở với người ăn nói có duyên, dưỡng tâm. Quý vị có công nhận là nói chuyện với những người có duyên, người khôn khéo thì lúc nào cũng cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái không ạ? 100 năm trước, nhà văn bảnh bao Oscar Wilde giữa sự vướng bận của thể xác và nỗi lo lắng của tâm hồn đã thốt ra một câu rằng: trên thế giới này, khuôn mặt đẹp có rất nhiều, nhưng những tâm hồn có duyên lại rất ít. 100 năm sau, một ai đó lật lại được câu nói này trong chồng sách vở cũ và được một tiểu thuyết gia kiến nghị rằng: đời người rất dài, hãy chơi với người thú vị, ăn nói có duyên. Hoàng Bột là một diễn viên kỳ cựu nổi tiếng của Trung Quốc. Sự hài hước của anh không hề vô duyên hay khiến người khác phản cảm, mà nó ngược lại, đến rất đúng lúc. Trong một lễ trao giải nhỏ, MC dẫn chương trình đã lấy ngoại hình của Hoàng Bột ra làm trò cười mà đùa cợt rằng: quả nhiên, tài hoa và nhan sắc của một người là tỷ lệ nghịch. Hoàng Bột không những không tỏ thái độ tức giận mà ngược lại còn hài hước nói: ồ, vậy thì tôi tin là câu nói này cũng luôn khích lệ anh rồi. Thậm chí, ngay cả khi thế giới bên ngoài chế nhạo, sao ở tuổi trung niên rồi mà Lâm Chí Linh, người được giới truyền thông ưu ái, gọi là người đẹp số 1 Đài Loan, vẫn chưa chịu kết hôn, Hoàng Bột lại thay cô em gái ra mặt: mong có một ngày em có thể tìm được một người đàn ông đơn giản, chân chất và yêu em chân thành. Hoàng Bột không chỉ nhìn thấy được sự yếu đuối đằng sau dáng vẻ mạnh mẽ của cô siêu mẫu ấy, mà còn nhìn thấu được cả khát vọng với tình yêu của Lâm Chí Linh. Đó cũng là lý do vì sao mà Lâm Chí Linh từng nói rằng tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của tôi chính là anh Hoàng Bột, hay anh ấy rất đẹp trai, các người không được nói không tốt về anh ấy. Quý vị nhớ nhé, con người có thể vô tri, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng sự vô duyên của mình là thẳng thắn. Những lời nói vô duyên, thiếu suy nghĩ, đôi khi lại chính là con dao đâm thấu vào tim người khác, khiến họ tổn thương vô cùng. Quý vị cứ hình dung nhé, cuộc sống giống như cốc nước lọc, sự duyên dáng và khéo léo trong ăn nói cũng giống như thêm một viên đường lớn vào trong cốc nước ấy, khiến cuộc sống trở nên ngọt ngào, an tâm và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ở cùng với những người có duyên mới là phương pháp dưỡng tâm tốt nhất, quý vị nhé. Thứ ba, ở với người thông minh, bổ não. Có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Câu nói này từ ngàn đời nay vẫn luôn đúng, quý vị nhỉ. Ngấm sự đời vẫn đùa rằng, thà là đánh nhau với người thông minh còn hơn là nói chuyện với một tên ngốc. Rồi quý vị ngẫm đi, có phải khi quý vị yêu đương với người thông minh, giao tiếp dễ dàng, hòa thuận vui vẻ, mức sống được nâng lên một tầm cao mới? Còn khi quý vị làm việc với người thông minh, hợp tác ắt ra thành tựu, dù có xảy ra cãi vã hay bất đồng quan điểm, quý vị cũng sẽ học được nhiều điều từ trong đó, cùng nhau tiến bộ. Khi quý vị làm bạn với người thông minh, chẳng khác nào bên cạnh có một gia cát lượng, khi làm việc cũng đỡ phải đi đường vòng. Nói chuyện hay bàn luận với những người IQ thấp đã đành, lại còn cố chấp bảo thủ, thì e là rất khó có thể khiến đôi bên hiểu nhau. Lão Tử nói, đồng hành với kẻ trí, làm bạn với cao nhân. Ở với người thông minh lâu rồi, thói quen suy nghĩ và phương thức xử lý sự việc của quý vị cũng sẽ dần dần được họ soi sáng. Quý vị thân mến, có câu, động vật sống theo bầy, con người sống theo nhóm.
Đây là định luật xã hội vĩnh hằng. Dù quý vị không phải là một người quá thông minh thì cũng đừng lo, hãy cố gắng kết giao với những người thông minh xung quanh. Xem cách họ nói chuyện, học hỏi cách họ phát hiện và giải quyết vấn đề, thỉnh giáo họ những điều mà quý vị còn vướng mắc. So với việc cứ cắm đầu vào đọc sách mà không biết mình đang đọc gì, cũng không ngộ ra được điều gì, thì ở gần người ưu tú, học hỏi từ họ lại chính là một phương pháp tương đối nhanh và hiệu quả hơn để phát triển bản thân, quý vị nhé. Dẫu sao thì ở với người thông minh mới là thứ thuốc bổ não tốt nhất, quý vị ạ. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.